Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip được camera an ninh ghi lại cảnh tượng cô gái đi xe máy va vào cánh cửa ô tô, suýt nữa thì bị xe bán tải cán qua, còn nữ tài xế thì bước xuống đút tay vào túi, xuống xem tình hình khiến mọi người phẫn nộ. Đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm trên con đường đông đúc, nữ tài xế mở cửa ô tô bất cẩn khiến một cô gái gặp nạn, cửa ô tô hé mở đập vào cô gái đi xe máy. Nạn nhân mất lái, ngã xòe giữa đường và tiếp tục va chạm với một chiếc xe bán tải. May mắn là cô không bị bánh xe bán tải cán qua. Sau tai nạn, cô gái được người dân xung quanh đỡ dậy, dựng xe gọn vào lề đường. Riêng nữ tài xế phải một lúc sau mới mở cửa, đút tay vào túi xuống xem tình hình của nạn nhân. Cuối cùng, người phụ nữ lên xe đi thẳng. Hành động bất cẩn của người này đang nhận về nhiều chỉ trích. Mở cửa vô ý thức khiến người khác gặp oan gia. May mà cô gái kia chỉ bị say xét, không thì tài xế ô tô hối hận không kịp. Một tài khoản bình luận. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Còn bạn cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé!